Nhà mạng Vinaphone có những gói cước nào ưu đãi? Vừa lướt quét thỏa thích, vừa gọi thoại miễn phí. Vừa lướt quét thỏa thích, vừa gọi thoại miễn phí cho người thân. Các bạn hãy tham khảo ngay trong video này. Sau đây mình sẽ giới thiệu tới các bạn cách đăng ký 4G Vinaphone 5K một ngày, gọi thoại thả ga và truy cập internet cả tháng. Mời các bạn cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ. Gói cước đầu tiên mình muốn giới thiệu đó là gói cước VD150. Giá cước để đăng ký là 150.000 đồng. Bạn sẽ nhận được 60GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày. Mỗi một ngày bạn sẽ nhận được 2GB. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và miễn phí 80 phút gọi ngoài mạng. Để đăng ký gói cước VD150, các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp O5 dấu cách VD150 gửi đến tổng đài 1543. Gói cước thứ hai mình muốn giới thiệu đó là gói cước D3. Đây là gói cước 3 ngày của nhà mạng Vinaphone. Giá cước để đăng ký là 15.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn sẽ nhận được 3GB data tốc độ cao sử dụng trong 3 ngày. Để đăng ký gói cước D3, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp O5 dấu cách D3 gửi đến tổng đài 1543. Ngoài hai gói cước mình vừa giới thiệu, các bạn có thể tham khảo thêm các gói cước khác của nhà mạng Vinaphone tại phần mô tả bên dưới video, hoặc các bạn có thể tham khảo thêm tại website vinaphone.group. Tại đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Vina được cập nhật mới nhất hàng ngày. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp nhất đối với mình. Để đăng ký, bạn hãy nhấn vào ô đăng ký, hệ thống sẽ tự động soạn tin nhắn cho bạn. Bạn chỉ cần gửi là đăng ký thành công. Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn thì hãy để tin nhắn trong phần bình luận, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho Thắng Telecom. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.